Xin chào các anh chị, trong clip này em sẽ hướng dẫn các anh chị cách tạo mới đối tác và tạo chiết khấu dành cho đối tác. Ta vào hệ thống đối tác. Để tạo mới đối tác, chúng ta click vào tạo mới. Điền đầy đủ các thông tin. Bấm xác nhận. Để chỉnh sửa, chúng ta click vào biểu tượng cây viết hoặc xóa, click vào biểu tượng thùng rác. Để thêm chiết khấu cho đối tác, chúng ta vào chiết khấu, tạo mới, chọn đối tác. Chúng ta có thể chọn chiết khấu bằng tỷ lệ phần trăm hoặc bằng số tiền. Xin các anh chị lưu ý, phần chiết khấu bằng số tiền chúng ta có thể chỉnh sửa trong mục tạo đơn phòng. Chúng ta hãy thêm đối tác, cách lấy vào dấu cộng, chọn đối tác và bấm xác nhận. Chúng ta có thể chỉnh sửa bất chiết khấu, cách click vào biểu tượng cây viết. Chỉnh sửa số tiền và bấm xác nhận. Cảm ơn các anh chị đã xem clip.